Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, các bác khách bác đến trực tiếp shop trải nghiệm ghế đẩy cao cấp 4 kênh. Mã thương hiệu là Vivus, mã là 1850L ạ. Đến trải nghiệm. Vâng, đây là dòng cao cấp, công suất cực kỳ lớn, 4 kênh, thương hiệu Vivus ạ. Mã là 1850L đấy ạ. Mới đập hộp đấy các bác nhá, hàng mới đập hộp luôn. Đây là dòng công nghệ Class AB, chạy rất là bền bỉ, rất là nặng, khoảng 40 cân đấy ạ. Vâng, anh ở gần Long Biên thì anh có đến trực tiếp shop. Bây giờ mình cứ cắm cái nào cái đấy lên thôi. Bác kỹ thuật đang hướng dẫn cách kết nối với 4 kênh. Dùng chế độ stereo, một vào và một ra. Khi cơn mưa buông qua, tình yêu đưa ta thoát thân. Bốn đường vào. Giờ nhìn đằng sau thì rất là hầm hố, rất là gấu. Vâng, rất nhiều bác khách đã sở hữu tại Dư Cao đúng không? Cứ đẩy 4 kênh cao cấp này. Tình yêu như khúc ca, từng vòng tay chào hơi. Vâng, anh khách đã lấy cho mình một cái đẩy 4 kênh Vivus mã là 1850L rồi ạ. Vâng, chúc mừng anh đã là chủ sở hữu của cái đẩy 4 kênh cao cấp dùng cho gia đình hoặc chuyên nghiệp. Vâng, nhân viên đang đóng hàng đấy ạ. Hết rồi. Thì hết rồi. Vâng, đây là cái hộp rất là nặng, 40 cân đấy ạ. À, hôm qua anh lên kênh của em là có đấy, bên em mới up lên thì bây giờ chắc là cái 6 nó đang bị chết vì nó tụ nó không ổn định. Vâng. Vâng, bạn anh ạ, có 600.000 đô, bên em hôm nay bán mấy chục đôi. Ôi, anh ơi, nó có vân tần mới lại tụ trong cháy phía đằng sau vân từ dán kẹp vào nhau. Lên rồi anh, lên kênh rồi anh. Zalo em với anh kết bạn chưa nhỉ? Để anh kết bạn Zalo với em đi để em gửi cho anh cái đường link của cái chat đấy. Cái số em đang gọi của anh luôn đi. Anh đọc đi. 0945 rồi ạ. Vâng, anh đã ký để là chủ sở hữu của cái đẩy 4 kênh Vivus mã là 4850L. Vâng, anh chuẩn bị thanh toán đấy ạ. Vâng, đây là sản phẩm của anh và tặng dây dắt đi kèm.